Chào mừng các bạn trở lại với video review sản phẩm của kênh điện tử DT. Ở video này thì mình sẽ giới thiệu về mạch hạ áp 4 cổng USB có chức năng hạ điện áp DC với dãy điện áp gõ vào là từ 9V cho đến 36V và sẽ cho ra ngõ ra cố định với điện áp là 5V DC với 4 ngõ ra USB phù hợp để chúng ta cấp nguồn 4 thiết bị cùng một lúc. Ngoài ra mạch còn được thiết kế với vỏ bảo vệ mạch bằng nhôm, kích thước nhỏ gọn cho giao diện dễ dàng sử dụng. Và đây thì mạch sẽ được thiết kế vỏ bảo vệ là bằng nhôm. Ở trên đây thì sẽ có lớp siêu chống chày trong khi mà chúng ta lưu trữ hoặc là di chuyển nha. Về sử dụng thì chúng ta có thể gỡ lớp siêu này ra. Và chúng ta có thể mở nắp này ra để xem bên trong mạch nha. Và đây thì mạch sẽ có chức năng hạ áp với điện áp ngõ vào tối thiểu là 9V và tối đa là 36V. Như vậy là các dãy điện áp DC nằm trong khoảng từ 9 cho đến 36V. Và đây thì mạch sẽ cho ra tặng 4 ngõ ra với cổng USB. Như vậy thì chúng ta có thể sử dụng cổng USB để cấp nguồn cho các thiết bị sử dụng điện áp là 5V. Và dòng tải tổng của 4 cổng này là 5A theo thông số của nhà sản xuất. Chút nữa mình sẽ sử dụng tải giả để test thử cái cổng này luôn. Ví dụ ở đây mình có bộ nguồn đa năng mà mình sẽ cấp nguồn cho mạch hạ áp này. Và ví dụ đầu tiên thì mình sẽ cho điện áp đầu vào mạch hạ áp là khoảng 9V. Và ngay khi chúng ta cấp nguồn thì trên mạch hạ áp sẽ có một đèn LED hiển thị là mạch đã có nguồn. Và đây thì mình sẽ sử dụng một USB tester. USB này sẽ hiển thị được áp và dòng và các thông số như là dung lượng. Và một USB tải giả. Chút nữa mình sẽ thử coi dòng tải của cái cổng USB là bao nhiêu. Ở đây điện áp đã được đầu ra là khoảng 5,2V. Và ở đây 4 cổng sẽ được mắc song song với nhau. Vì vậy thì điện áp đầu ra cũng như là dòng điện của 4 cổng sẽ tương đứng với nhau nha. Và đây dòng của USB tester đang đo được là 0A. Bây giờ mình sẽ cắm tải giả vào để đo thử dòng tải tối đa của cổng USB này là bao nhiêu nha. Và đây tải giả đang ở dòng là 0,64A. Bây giờ thì mình sẽ tương ứng về lại 640mA. Bây giờ mình sẽ tăng dòng này lên. Và ở đây do dòng tải tối đa của USB tải giả này chỉ có 3A cho nên ở đây thì mình thấy chỉ hơn 3A một tí nha. Bây giờ mình sẽ đổi sang cái USB tải giả có dòng tải cao hơn nha để test xem dòng tải tối đa của cổng này là bao nhiêu. Và ví dụ như ở đây thì mình sẽ sử dụng tải giả 150W này thay thế cho tải USB 3A này do không đủ công suất để test thử cổng USB nha cho nên mình sẽ sử dụng luôn 150W. Và đây thì mình sẽ sử dụng thêm một đầu USB và mình có nối dây ra. Ở đây thì mình sẽ sử dụng hai cực âm vuông của đầu USB này. Thì bây giờ thì mình cũng sẽ kết nối vào. Và trên tải giả mình chưa khởi động cho nên dòng tải đang là 0A. Và điện áp lúc này đang là 5,2V. Và điện áp lúc này là 5,2V. Bây giờ mình cũng sẽ tăng dòng tải của tải giả lên. Và dòng tải lúc này đang là khoảng 5,2A và điện áp là 4,9V và mình sẽ tiếp tục tăng thử nha. Hiện tại đang là 6A và điện áp là 4,8V. Và khi mình tăng lên tối đa là khoảng 8A thì điện áp trên cổng USB đã bị sụt xuống nha các bạn. Và tải giả cũng đã ngưng hoạt động. Như vậy thì khi mình test dòng tải ở cổng USB ở điện áp đầu vào là 9V và hạ xuống ra cổng USB 5V, dòng tải tối đa là khoảng 8A. Và đây các bạn lưu ý là tùy thuộc vào thiết bị cũng như là dây dẫn thì dòng tải sẽ tốt hay không nha. Và
Và các bạn lưu ý là để đạt được công suất ngõ ra là 25W thì nguồn đầu vào của bạn phải trên 25W nha. Nếu mà dưới 25W thì đầu ra cũng sẽ không thể đạt 25W nha. Và ví dụ bây giờ mình sẽ cấp điện áp đầu vào là 24V. Và đầu USB đang được vẫn là 5,2V. Và cũng như vậy thì bây giờ mình sẽ tăng thử dòng tải ra, xem dòng tải tối đa khi mình cấp nguồn đầu vào là 24V và điện áp đầu ra là 5V, xem dòng tải là bao nhiêu nha. Và dòng tải lúc này đang là 5A. Mình sẽ tiếp tục tăng lên. Và ở đây mình đo được dòng tải là khoảng 7A. Ở điện áp đầu vào là 24V. Như vậy là khi điện áp cao thì dòng tải ở phía đầu ra 5V này sẽ khấp đi một tí nha các bạn. Tuy nhiên khi mình đo ở dòng tải là 7A thì chip trên mạch khá là nóng nha. Thì vậy là theo thông số nhà sản xuất là 5A thì mạch vẫn đáp ứng được nha các bạn. Vì vậy thì chúng ta nên sử dụng các thiết bị vào cổng USB này có dòng tải nhỏ hơn 5A. Còn dòng tải lớn hơn 5A chỉ là dòng tải tức thời, nếu mà chúng ta sử dụng lâu thì có thể gây hỏng chip trên mạch nha. Và video của điện tử DT đến đây là hết. Các bạn có bất cứ góp ý gì hãy để lại bình luận ở dưới phần mô tả video. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.